chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một bộ sản phẩm đó chính là bộ ly hộp từ hay là còn gọi là bộ đầu lốc điều hòa của Lis 2.0. À, cái bộ sản phẩm à, này là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm này, à, một bu ly đầu lốc, một bôn điện, một mặt hít, hai long đen để à, anh em à, nót vào khi mà chúng ta đóng bộ đầu lốc. À, với cái bộ đầu lúc này thì uh, cái hãng bi của nó là uh, Febi nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm này. Đây. Vòng bi vàng này là cái vòng bi rất là chất lượng. Đây là cái uh, bôn điện của nó này. Thì uh, trên đây nhà sản xuất đã ghi rất là rõ là điện áp là 12V. Đây là hai cái rắc ra nguồn điện của nó anh em nhé. Một uh, dây đường âm một đường dương ở đây người ta đã rõ màu dây nên là nó cũng rất là dễ phân biệt thôi. Đó. Đây sẽ là bao gồm một bộ sản phẩm của nó này. Thì à, vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua cái với anh em cái bộ sản phẩm đó chính là bộ ly hợp từ bộ lốc điều hòa Lisantella 2.0. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 085 hai Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.